Xin chào các bác. Trong buổi tối của ngày hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, thì bên cửa hàng đồng hồ Quang Lâm sẽ lại tiếp tục trên tay với các bác một số mẫu đồng hồ của Seiko, của Orient hay là của Citizen, một số mẫu đồng hồ Nhật nội địa. Thì trong buổi tối hôm nay thì sẽ có khoảng 6-7 mẫu, hầu hết là hàng đã qua sử dụng tại thị trường nội địa Nhật, và bên cạnh đó thì có một hai chiếc hàng trưng bày thanh lý. Thì trong quá trình xem video thì các bác thích mẫu nào thì hãy nhớ cái mã số và có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video, hoặc là có thể truy cập vào website đồng hồ Quang Lâm.com. Nếu không thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0834 69 6699 hoặc là số điện thoại 0915 559 883. Và cửa hàng của bên em là tại 46 trên 429 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Còn bây giờ thì em sẽ cùng các bác trên tay một số mẫu đồng hồ trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là em có một chiếc hàng tồn kho mất chìa khóa, thì đây là một chiếc của Seiko, nó là một cái đồng hồ để bàn và nó có tay cầm. Chiếc Seiko này là nó thuộc dòng Emblem, mã của nó là HW429G. Thì chiếc này nó là một chiếc hàng tồn kho vài năm rồi và nó mất chìa khóa, thì em săn về được một chiếc. Các bác nào mà đang cần một chiếc đồng hồ của Seiko mà trưng bày ở bàn ấy thì, hoặc là làm quà tặng, các bác có thể nghiên cứu chiếc này, em thấy rất đẹp. Đây, chúng ta sẽ có một cái hộp bên trong. Đó. Chiếc này là nó còn nguyên nguyên hộp các bác nhé. Nguyên hộp. Đây là đây, các cái gốc tích của chiếc này, thì đây là cái đồng hồ để bàn của chúng ta đây nhé các bác nhé. Tí nữa em sẽ trên tay với các bác chiếc này. Còn đây là các cái thông tin đi kèm, ví dụ như đây là cái quyển hướng dẫn sử dụng của Seiko cho dòng đồng hồ chạy bằng pin, đồng hồ để bàn chạy bằng pin. Nên nó là hàng nội địa cho nên là đã bằng tiếng Nhật hết. Đây cái thẻ bảo hành Oshosho, cái giấy này là cái giấy lâu lắm rồi đây. Thẻ bảo hành này valid only in Japan, là chỉ có hiệu lực tại Nhật thôi. Chiếc này nó là hàng trưng bày, còn chưa có tên của người mua luôn các bác nhé. Cái này em nghĩ chắc nó cũng phải được mấy năm mà. Vì cái giấy này là giấy giấy của Nhật nên là giấy ngày giấy trước đây này. Đó, thì đây là các cái quyển sách đi kèm. Chiếc này nó còn nguyên hộp. Tên chi đây là cái hộp đựng pin, cục pin tiểu. Còn đây là cái đồng hồ chính của chúng ta. Cái này nó là dòng Seiko Emblem. Chiếc này là giá bán lẻ đề xuất của nó là 30.000 yên, là chưa bao gồm thuế. Nếu mà thêm thuế vào nữa là nó khoảng 33.000 yên, là nó khoảng tầm gần 7 triệu tiền Việt Nam. Như cái này là nó có tay cầm nữa. Cái này là nó có cái này để lắp pin, em lắp pin vào. Cái này là hàng Nhật xịn luôn đấy các bác nhé, made in Japan luôn đấy. Chạy luôn. Đó. Các bác chờ em lấy cái thước. Cái này là chiều ngang của nó là 16 cm. Và chiều cao của nó là 20 21,5 các bác nhé. Gọi cho là 22 đi. 16 nhân 22. Chiều rộng của nó thì chỉ có 8 phân thôi.
16 x 22. Nói chung là nó cũng tương đương với khoảng một gang tay của mình thôi. Cái này thì nó có cái củ quay ở dưới. Không có chuông các bạn ạ. Cái này nó không có chuông đâu. Thì chiếc này nó là hàng mới tinh, chưa qua sử dụng và nó là dòng tồn kho. Cái này nó nặng khoảng 1 cân. Cái này là bên em có mã số là 2408 và có giá bán là 2.350.000. Một chiếc rất là đẹp luôn ạ. 2.350.000. Trời, quá là đẹp luôn. Hàng tồn kho. Ơ cái này, à cái này là chuông à. Dưới đây còn một cục pin nữa. Một cục pin cho cái này thì phải. Tôi nói chung là hiện trạng nó như vậy các bác nhé. Về các bác nghiên cứu xem là nó có những cái gì. Đấy. Đây nó còn có cái nút on, nút off này. Như kiểu là cái chuông ấy các bác. Dừng không cho quay nữa. Đó, thì bác nào quan tâm chiếc này thì hiện tại bên em đang về được một chiếc nhé. Với mã số là 2408 và giá bán là 2.350.000. Để bàn. Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Seiko. Đây là một chiếc hàng trưng bày thanh lý, mã số là 2259. Một chiếc hàng trưng bày và nó vẫn còn nguyên đầy đủ hộp sổ, hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành nội địa của Nhật. Đây, thẻ bảo hành của Seiko này, chưa vào tên người mua. Ở đây là hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho các dòng máy 6R20, 6R21, 6R24, 27. Đây là cái đồng hồ chính. Đây là chiếc SARVK029. Xin lỗi các bác, SARVK035. Chiếc này cũng là một cái rất là đẹp mà được nhiều bác săn đón. Bởi vì cái mặt thiết kế của nó rất là lôi cuốn. Khi mà nó sở hữu trên bề mặt là một cái mặt men nung. Thì tình trạng của chiếc này thì nó là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng nhé. Tí nữa em có hai chiếc hàng đã qua sử dụng em sẽ trên tay luôn cùng với các bác luôn. Thì chiếc này chúng ta sẽ có cái mã hiệu của nó là Seiko Preset Enamel Dial SARVK035 và giá bán lẻ đề xuất của hãng là 120.000 yên. Nó sẽ tương đương với khoảng tầm 26-27 triệu giá bán lẻ đề xuất của Seiko. Mặt men nung nên nó rất là đắt. À, chiếc này nó sử dụng caliber 6R27. Thì về tình trạng thì các bác có thể thấy là đây là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Còn nguyên các cái thẻ tác này. À, trên thân vỏ của nó thì nó chỉ có một hai cái xước răm nhỏ trong cái quá trình để ở tủ thôi. Đẹp. Tương đương gần như hàng mới ngoại trừ một hai cái xước lông mèo nhỏ thôi các bác nhé. Dây này siêu ni lông đít còn nguyên này. Chiếc này size 40,5 và dày của nó là 13,1 mm, 13,0 mm. Lắc to lắc của cái này là 47,3.
Với size 40,5 thì nó sẽ phù hợp với lại anh em cổ tay 15,5 trở lên là chúng ta đeo dòng này rất là đẹp. Cái mặt dial của chiếc này thì nó rất đặc biệt khi mà trên cái mặt dial của nó là mặt men nung. Thì hôm qua bên anh em cũng đã trên tay với các bác một chiếc mặt men nung. Nhưng mà cái này thì nó là SRX049 thì nó đơn giản hơn cái này một chút. Ba kim một lịch, còn sang cái dòng SRWF035 này của chúng ta thì nó có cả kim hiển thị xăng, kim hiển thị năng lượng và lịch ngày nữa. Thì cái mặt men nung này là một mặt nói chung là phải do các cái nghệ nhân làm làng nghề truyền thống của Nhật họ làm thì mới có được một cái độ tinh xảo nó như thế này. Và ở đây là một cái thẻ chứng nhận cái mặt men enamel dial này nó do ông Mitsuru Yokozawa là người phụ trách cái công đoạn là tráng men cho mặt dial của chiếc này. Đó, các bác có thể thấy là cái mặt men của nó mặt men nung cho nên là nó sẽ không bao giờ bị mốc, không bao giờ bị mốc, bị hoen ố là không có cái chuyện đó. Kể cả khi đồng hồ của chúng ta nó bị hấp hơi nó cũng không bao giờ bị mốc cái mặt bề mặt, hoặc là nếu có mốc bề mặt thì nó sẽ rất dễ để nó vệ sinh đi. Chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số, là cọc số 5 mã và họ làm tương đối dài. Cái này có phải hạt bụi không các bạn nhỉ? Cái này là hạt bụi nhưng mà nó là ở bên ngoài đấy. Ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko này, chữ preset automatic ở dưới. Và xuống đến góc 6 giờ thì là ô cửa sổ small second hiển thị. Chúng ta sẽ có một cái sắp hiển thị lịch ngày. Và sang bên đây là kim hiển thị năng lượng cho chúng ta là 45 giờ tích cóp. Một bộ kim hình lá liễu được sơn màu xanh. Dưới này là chữ Japan và 6R27. Cái mặt men nung. Các bác có thể quan sát trên cái mặt men nung của nó. Quan sát gần thì chúng ta sẽ thấy là cái độ mịn của nó gần như là làm bằng máy luôn, quá là tinh xảo. Nhưng mà đây là cái mặt dial được hoàn thiện bằng tay nghề thủ công đấy các bạn, làm bằng tay đấy. Về nghề men sứ từ ngày xưa rồi thì Nhật họ cũng khá là nổi tiếng về các cái kỹ nghệ làm về men sứ của Nhật, nó rất phát triển từ thế kỷ 16, 17 là rất phát triển rồi. Rất nhiều thương gia làm men sứ của Nhật đã sang Hội An, Đà Nẵng của mình để trao đổi men sứ và từ thời đấy nó đã rất là phát triển rồi. Như chiếc này thì được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối và nó có phủ chống lóa các bác nhé. Bên đây thì là một cái núm có khía cạnh và logo chữ S của Seiko ở đây. Máy được trang bị trên chiếc này là Seiko trang bị bộ máy 6R27 với 29 chân kính, 21.600, 28.800 tần số dao động và 45 giật tích cót các bác nhé. 6R27. Độ chống nước của chiếc này là 100 mét nước. Kính sapphire. Stainless steel thép không gỉ này. 6R27 made in Japan. Dòng này thì nó có đầy đủ chức năng là hỗ trợ cót tay và có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Đi kèm theo là một bộ dây da cá sấu chính hãng của Seiko và một cái khóa bướm chống gãy dây. Đó, thông số của chiếc này Seiko họ niêm yết ở đây là sử dụng caliber 6R27 với độ sai số hàng ngày khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày. Tự động có cót tay, dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ, thời gian tích trữ cót lớn nhất là 45 tiếng, 29 chân kính và 28.800 tần số dao động. Có kim hiển thị lịch ngày, kim power reserve và mặt dial mặt men men nung made in Japan và SRWF035. Chiếc này với giá bán niêm yết của nó là hơn hơn 20 25 triệu là giá bán lẻ đề xuất của hãng.
Thì như trước này, hiện tại bên em đang có một mức giá rất tốt, nó là hàng trưng bày thì họ thanh lý đi. Mã là 2259, có giá bán là 15 triệu 850 nghìn. Với size 40,5 thì nó sẽ phù hợp với lại anh em cổ tay 16 trở lên. 16, 16.5 chúng ta đeo rất đẹp. Dây nó vẫn còn khá là cứng bởi vì cái này nó chưa đeo nên là vẫn còn rất là mới. Chiếc này rất là đẹp đấy, hàng đẹp gần như hàng mới luôn. Thì chiếc này hiện tại thì bên em đang có một chiếc hàng trưng bày với giá bán là 15 triệu 850 nghìn. Bên cạnh đó thì có một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt nữa. Đây là chiếc mã số là 2194. Thì chiếc này là hàng lướt. Thì vẫn còn nguyên hướng dẫn sử dụng này, quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Với chiếc hàng lướt này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thêm một chút nữa là so với hàng mới thì hàng trưng bày nó cũng đã rẻ hơn hàng mới một chút rồi, và sang đến hàng lướt này thì nó cũng sẽ có giá rẻ hơn một chút. Tuy nhiên thì chiếc hàng lướt này thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái vết xước lông mèo ở bên cạnh này, ở trên vành benzen của nó thì cũng có một chút xước xước, nhưng mà về tình trạng của nó thì quan sát ở bên ngoài này thì em thấy nó vẫn còn rất đẹp, nó còn phải tầm đến 95-96% khoảng khoảng đấy. Dây cũng còn rất là mới, khóa không có một vết xước nào luôn. Dây đây các bác nhé, dây cũng còn rất là đẹp. Mặt đây à, mặt mặt đằng sau này còn nguyên siêu ni lông họ chưa bóc đó. Dây thì cũng còn gần như hàng mới luôn. Cái chiếc này nó còn đẹp phải đến 95-96% do bên em cũng đã là chọn lọc từ ngay từ bên Nhật rồi. Cái nào đẹp, hàng loại đẹp thì mới về. Thế như chiếc này thì hiện tại bên em đang có mã số là 2194 và giá nó sẽ rẻ hơn một chút là chỉ có 13 triệu 300. Đó. Cả hai chiếc này đều bảo hành 1 năm các bác nhé. Như một chiếc hàng lướt này, à, hàng trưng bày này thì nó là 15 triệu 850 nghìn. Cái hàng đã qua sử dụng lướt này thì là 13 triệu 300. Bên cạnh đó thì em còn một chiếc nữa. Cái này cũng đẹp. Cái này nó hai cái hàng này cũng hàng lướt này nó cũng đẹp tương đương nhau. Và đều bảo hành 2 năm thì các bác cứ yên tâm là sử dụng thôi. Chiếc này thì nó cũng đẹp tương đương với cái kia. Đây cũng còn siêu ni lông đằng sau, siêu đít chưa bóc đây các bác này. Cái này thì nó chỉ có một vết xước ở chỗ này thôi, góc 11 giờ một tí tí xíu thôi. Nhưng mà cái vết đấy thì nó không ảnh hưởng gì đến độ thẩm mỹ của chiếc đồng hồ cả. Các bác có thể quan sát cái khóa của nó này. Không có một vết xước nào luôn đấy. Dây. Rất đẹp. Đấy thì như chiếc này thì nó là hàng đã qua sử dụng lướt rồi thì nó có mã số là 2234 và có giá bán là 13 triệu 800, nó đắt hơn cái này một chút xíu. Cái này là 13 triệu 300, cái này là 13 triệu 8. Thì cái 13 triệu 8 này là nó không có hộp các bác nhé. Còn cái này là 15 triệu 850 nghìn. Đó. Ba chiếc, bác nào quan tâm mấy chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé. Ba cái đều là hàng đẹp xuất sắc. Một con hàng trưng bày thì là đẹp nhất. Còn nếu không thì các bác có thể nghiên cứu sang chiếc SRX049 này, thì cái dòng này thì hôm qua em cũng đã trên tay với các bác rồi. Thì nó cũng là một phiên bản như vậy nhưng mà thiết kế của nó đơn giản hơn một chút. Là nó chỉ có ba kim một lịch thôi, còn sang dòng này thì nó lại có lịch và có cả kim xăng. Đó. Như chiếc SRX049 này thì em còn một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng 13 triệu 500.
Tiếp theo là em sẽ trên tay các bác một chiếc của Orange Star. Thì chiếc này là một chiếc Orange Star Open Heart, phiên bản màu trắng đề mi vàng. Chiếc này cũng hết hàng tương đối lâu rồi thì hôm nay lại về thêm được một chiếc. Bác nào mà quan tâm chiếc này thì hãy cùng em trên tay chiếc này nhé. Dòng này nó là hàng mới săn sale và còn hộp hướng dẫn sử dụng theo bảo hành, sổ bảo hành quốc tế. Cái dòng đề mi màu trắng đề mi vàng này rất là đẹp. Nó một cái màu cũng khá là đẹp nữa, đó là màu xanh ngọc lục bảo của cái dòng Orange Star Open Heart này được các bác rất là thích. Như chiếc này thì nó là hàng mới các bác nhé. Mã của nó là REAT0004S của Orange Star. Chiếc này có size mặt đường kính là size 39, 39,5 và dày là 12,3 mm, lắc to lắc là 45,8. Với size 39,5 này nó sẽ phù hợp với lại anh em cổ tay 15,5, 16 trở lên là đeo rất đẹp. Mặt đeo màu trắng và có điểm xuyến những cái đề mi vàng. Ở đây lại phải đặc biệt nhất, đó là 12 bộ cọc số được họ làm dạng cọc nổi và có mạ màu vàng PVD. Các bác có thể nhìn thấy họ mạ giống như là vàng nguyên khối á. Rất đẹp. Kim giờ, kim phút, các bác soi kỹ để cho các bác có thể thấy được cái độ sắc nét của cái bộ kim cọc. Quá là đẹp. Chúng ta sẽ có kim giờ, kim phút và 12 bộ cọc số là đều có dạ quang ở trên. Ở góc 12 giờ là logo là ô cửa sổ. À xin lỗi các bác, góc 12 giờ là kim hiển thị năng lượng. Báo cho chúng ta là 50 giờ tick code. Xuống đến góc 6 giờ này là chữ Orange Star Automatic Japan F6R4 là tên của bộ máy này. À, sang đến góc 9 giờ là ô lộ tim, thể hiện cho chúng ta thấy được cái bộ máy một chút xíu về bộ máy ở bên trong. Vành bên gen bên ngoài này thì được họ mạ màu vàng PVD các bác nhé. Kể cả cái núm này cũng thế, núm khía cạnh và được mạ PVD và logo của Orange Star. Đặc biệt là Orange Star họ có một cái chất thép họ gia công phải nói là rất là tuyệt vời, với độ hoàn thiện sắc nét luôn. Kính được trang bị trên chiếc này là Orange Star trang bị kính sapphire nguyên khối, cho chúng ta khả năng chống xước gần như là tuyệt đối rồi. Và máy thì như các bác có thể thấy ở đây họ ghi là máy F6R4. Với bộ máy F6R4 này thì nó sẽ có 24 chân kính và 21.600 tần số dao động và 50 giật tick code, là nó sẽ tương đương với dòng 6R15 của Seiko đấy. Thì dòng này thì đầy đủ các chức năng hỗ trợ cót tay và có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ này. Rồi sẽ có cả kim hiển thị năng lượng ở góc 12 giờ là khi các bác vặn cót thì cái kim xăng nó cũng sẽ chỉ cho chúng ta là còn bao nhiêu giờ tích cót nữa trên trong chiếc đồng hồ. Tự động, cơ tự động và có cả hỗ trợ cót tay nữa. Dòng này thì nó chống nước là 100m nước, đi mưa rửa tay này, tắm giặt bơi lội lặn ngụp thoải mái. Ở mặt trước là kính sapphire, mặt sau là kính khoáng cứng này, stainless steel thép không gỉ này, Epson và phiên bản made in Japan nội địa Nhật này. F6R4 là tên của bộ máy. Với size 39,5 này nó sẽ phù hợp với lại anh em cổ tay tầm 15,5 trở lên thì chúng ta đeo rất đẹp, đặc biệt là cổ tay tầm 16-16,5 là đeo cổ tay vừa, là các bác đeo dòng này rất đẹp luôn. Như tay em là không to mà cũng không bé, nó khoảng tầm 16,5, đeo dòng này là rất hợp. Các bác nào mà không thích dây thép thì chúng ta có thể
chế thêm một bộ dây da nữa, rất là đẹp. Máy F6R4 này tương đương với dòng 6R15 của Seiko. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có mặt dial với một thiết kế rất đẹp, lộ tim này, rồi có ô cửa sổ, kim hiển thị năng lượng này. Chúng ta sẽ có kính sapphire nguyên khối. Bộ máy thì tương đương với dòng 6R15 của Seiko. Máy F6R4, 50 giờ tích cót, có hỗ trợ gót tay, có dừng kim dây, đầy đủ các chức năng phụ. Và đi kèm theo đây là một bộ thân vỏ được gia công bằng thép đúc đặc, có hai chỉ vàng, mạ vàng PVD điểm xuyến, hoàn thiện phay xước các bác nhé. Khóa thì ở đây chúng ta sẽ có một cái khóa bấm như thế này. Thì như chiếc này thì hiện tại bên đồng hồ Quang Lâm đang có một chiếc với màu trắng đề mi vàng với mã số là 2341 và giá bán là 8.500.000 và bảo hành 2 năm để các bác yên tâm sử dụng. Bên cạnh đó thì bên em còn có màu xanh ngọc lục bảo này, màu trắng này và màu xanh dương nữa. Bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ với bên em theo thông tin điện thoại ở phía dưới video, hoặc là truy cập vào website đồnghoquanglam.com, hoặc là các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0834696699 hoặc là số 0915559883. Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Orient. Chiếc này là một chiếc Orient dáng thanh của nữ. Chiếc này nó là một chiếc hàng săn sale. Nó là đồng hồ pin các bác nhé. Ở trong này chúng ta sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng của Orient dành cho dòng đồng hồ pin. Và đây nó là phiên bản nội địa Nhật, Made in Japan, phiên bản nội địa Nhật. Đây là hàng mới. Chiếc này của chúng ta có mã là Orient SUBTZ000, à xin lỗi các bác, 002B0. Đây là một chiếc hàng của nữ các bác nhé, Made in Japan này, chạy bằng pin. Đây, cái này các bác chỉ cần bấm vào phát là nó chạy thôi. Tình trạng của nó là mới 100%. Là ngang là 22 và lắc tu lắc của cái này là 33. Dòng này thì nó sẽ tương đương với size khoảng 26 của đồng hồ tròn. Thì đây nó là một chiếc dành cho các chị có cổ tay trung bình, cổ tay không to mà cũng không bé, cổ tay vừa vừa thôi. Mặt dial của chiếc này thì chúng ta sẽ có là 12 bộ cọc số nổi, không có dạ quang. Kim giờ kim phút thì họ làm vắt cạnh sang hai bên và làm to bản hình lưỡi kiếm. Kim dây Orient ở góc 12 giờ. Dòng này nó là 3 kim và nó chạy bằng pin các bác nhé. Cho nên là chúng ta không phải lo đến chuyện phải vặn cót hay là chỉnh giờ gì cả, cứ đeo là nó chạy thôi. Và đây nó là phiên bản Made in Japan, Nhật nội địa. Kính được trang bị trên chiếc này là kính khoáng cứng chống xước của Orient. Máy thì nó sử dụng máy pin. Máy pin và đây là nó phiên bản Made in Japan các bác nhé, Made in Japan. Và hiện tại thì bên em chỉ có một chiếc. Cái này thì tương đương với size 26, nó chỉ bằng đúng bằng một cái ngón tay trỏ của mình thôi. Đó. Không to bằng ngón tay cái đâu, chỉ bằng ngón tay trỏ này thôi này. Nhỏ nhắn xinh xắn. Chiếc này thì hiện tại bên đồng hồ Quang Lâm có một chiếc với mã là 2615 và giá bán là 1.950.000 và bảo hành 2 năm. Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Seiko. Chiếc này có mã là SCVA051.
Đây là một chiếc hàng săn sale khá là đẹp của nội địa Nhật, Valid Only in Japan, một cái thẻ bảo hành nội địa của Seiko. Đi kèm theo là một quyển hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng máy 4R35, 36, 37, 38 và 39. Đây là chiếc đồng hồ chính của chúng ta. Cái này còn nguyên thẻ, các cái thẻ, các cái siêu ni lông nó bảo vệ ở bên ngoài. Cái này nó là hàng mới nha các bác nhé, hàng săn sale đấy. Có một chiếc hay hai chiếc ấy, một hai chiếc thôi. Và mặt của nó màu xanh dương, hàng mới 100% còn nguyên các cái siêu ni lông. Ở đây chúng ta sẽ có cái mã của chiếc này là Seiko SCVA051. Và giá bán lẻ đề xuất của hãng là 30.800 yên, Jekomi đã có thuế. Nó sẽ khoảng tầm 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Giá bán lẻ đề xuất. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc với size mặt đường kính là size 42. Size 41,8 là size 42 đấy. Giày là 11,8 mm. Lắc to lắc của cái này là 51,4. Và nếu mà chúng ta thay dây da của chiếc này thì nó sẽ là dây 22 và 20 ở đầu lắp khóa. Với size 42 và nó cũng khá là mỏng, nó sẽ phù hợp với lại các anh có cổ tay tầm 16.5 trở lên. Chúng ta đeo dòng này rất đẹp. Mặt đeo của chiếc này một mặt đeo màu xanh dương với 12 bộ cọc số nổi, có đính dạ quang ở bên trên. Chúng ta sẽ thấy dạ quang trên kim giờ, kim phút và đầu của trên 12 bộ cọc số là chúng ta cũng sẽ thấy có dạ quang. Đó. Logo Seiko ở góc 12 giờ. Dưới này là dòng chữ Automatic Made in Japan phiên bản nội địa Nhật. 4R38 là tên bộ máy này. Ở góc 9 giờ là chúng ta có một ô cửa sổ hiển thị ô lộ tim. Để chúng ta có thể nhìn thấy bộ máy 4R38 ở đằng sau. Bên ngoài này là một cái vành Arturin chỉ phút. Và một cái núm có khía cạnh và không có logo của Seiko ở đây. Chiếc này thì được Seiko trang bị kính khoáng cứng chống xước, kính Hardlex Crystal, kính khoáng cứng chống xước của Seiko. Và máy thì sử dụng bộ máy lộ cơ là bộ máy 4R38A. Đây là bộ máy với 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 41 giờ tích cót. Ở đây Seiko cũng niêm yết đầy đủ các thông số này, 4R38 với độ sai số khoảng cộng 45 giây trừ 35 giây mỗi ngày. Tự động có cót tay này, chức năng dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ. Rồi thời gian tích chữ cót lớn nhất là 41 tiếng. 24 chân kính, 21.600 tần số dao động. Made in Japan, SCVA051 là mã của chiếc đồng hồ này. Thì đây là bộ máy có đầy đủ chức năng hỗ trợ cót tay này. Và chúng ta sẽ vặn này khoảng 30 vòng. Và dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ. Đầy đủ các cái chức năng phụ. Dòng này thì nó chống nước là 100 mét nước các bác nhé. Đi mưa, rửa tay, tắm giặt, bơi lội, lặn ngụp thoải mái. Stainless steel thép không gỉ, 4R38 này, Made in Japan phiên bản nội địa Nhật. Seiko 24 chân kính. Số serie number là 198045. Chiếc này với size 42 nó sẽ hợp với lại anh em có cổ tay tầm 16.5 trở lên. Như tay em là 16.5. Vừa với lại dòng này. Tay 16.5 17 là đeo rất đẹp. Màu xanh dương. Và nó cũng khá là mỏng, cũng không phải là dày, rất là mỏng vừa vặn. Kính được trang bị là kính Hardlex Crystal, kính khoáng cứng chống xước của Seiko các bác nhé. Bộ máy là bộ máy 4R38 với đầy đủ các chức năng hỗ trợ cót tay, có dừng kim dây. Và nó chỉ có 3 kim cho nên là nó rất là bền. Kính khoáng cứng chống xước. Sau vài năm sử dụng các bác không thích thì có thể trang bị cho nó thêm kính sapphire nữa thì là hết ý luôn. Thì hiện tại chiếc này SCVA051 này thì hiện tại bên em đang có mã số là 2515 và có giá bán là 5.400.000 các bác nhé. 5.400.000.
Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Orient. Đây một chiếc Orient sử dụng bộ máy cơ tự động có hỗ trợ gót tay và mức giá cực kỳ là hợp lý, với chiếc này là 2.650.000 thì bên em về được một chiếc, hai chiếc, về được hai chiếc cái này. Thì em sẽ cùng các bác trên tay. Chiếc này nó là hàng săn sale, hàng mới, và chúng ta sẽ có một cái hộp đi kèm theo là một quyển sổ hướng dẫn sử dụng này. Ở đây chúng ta có mã của chiếc này là Orient SAC05008W0. Đây nó là phiên bản Nhật nội địa, made in Japan các bác nhé. Và như chiếc này nó là tình trạng hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. Size của nó là size 41. Size 41. Và độ dày của nó là 11,5. Lắc to lắc là 48,6. Dây là dây 22 và dưới này là dây 20. Size đường kính của nó size 41, tròn luôn. Với size 41 này thì nó sẽ phù hợp với lại các bác có cổ tay tầm 15.5 trở lên là chúng ta đeo dòng này rất là đẹp. Cái mặt đeo của nó là mặt đeo màu trắng. Với các cọc số lẻ thì họ làm sử dụng cọc số dạng cọc vạch và cọc số chẵn là cọc số Arabic. Kim giờ, kim phút được làm hình trụ và có đính dạ quang bên trên. Đây như các bác có thể thấy là, à xin lỗi các bác, dạ quang này cũng không được sáng các bạn. Đây không phải dạ quang đâu ạ. Không có dạ quang các bác nhé. Nhìn thì cứ tưởng là họ đính dạ quang nhưng mà không có dạ quang. Góc 12 giờ là logo của Orient hình hai con sư tử, chữ automatic ở dưới. Và sang đến góc 3 giờ này là ô cửa sổ hiển thị lịch ngày, nền trắng, chữ đen. Ở dưới này là chữ water resistant, chống nước 50 mét nước, đi mưa giặt tay, tắm giặt, vòi hoa sen. Và chữ Japan là tên của phiên bản nội địa. Núm có khía cạnh ở bên đây. Bộ máy của chiếc này thì họ sử dụng bộ máy F6722. Đây là bộ máy với 22 chân kính và 21.600 tần số dao động và khoảng 40 giờ tích cót. Thì dòng này nó cũng đầy đủ các chức năng hỗ trợ gót tay và có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Đó, chỉ riêng chỉ có mỗi cái là kính khoáng cứng chống xước của Orient thôi. Chứ còn nó bố trí là bộ máy tự động có hỗ trợ gót tay và có cả dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ đấy ạ. Và phiên bản là phiên bản made in Japan, nội địa Nhật, chống nước 50 mét nước của Orient Watch Company. Đi kèm theo chiếc này là một bộ dây da bê dập vân cá sấu và size 41. Cơ tự động có hỗ trợ gót tay, có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Đó, khá là đẹp. Thì chiếc này thì hiện tại bên em đang có mã số là 2281 và có giá bán là 2.650.000, bảo hành 2 năm. Bác nào quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm với mã số là 2281. Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Citizen. Đây là một cái Citizen cơ tự động, hàng mới các bác nhé. Cơ tự động của Citizen cho nó đổi gió một chút. Như chiếc này chúng ta sẽ có một quyển sổ hướng dẫn bảo hành quốc tế này và quyển sổ hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho của Citizen dành cho dòng máy này. Đây là phiên bản nội địa Nhật các bác nhé, có cả lịch tiếng Nhật. Hàng này là hàng mới. Cái này chúng ta sẽ có mã là Citizen NI 40505A.
Giá bán lẻ đề xuất của hãng là 33.000 yên, nó sẽ tương đương với khoảng tầm 7 triệu tiền Việt Nam đồng nếu mà theo tỷ giá yên hiện tại. Về mặt kích thước thì chúng ta sẽ có chiếc này với size đường kính của nó là size 40 tròn. Dày là 10,9 mm. Lắc to lắc của cái này là 47,5. Và với size 40 này thì nó sẽ phù hợp với lại các bác cổ tay tầm 15 15.5 trở lên là chúng ta đeo rất đẹp. Size 40. Mặt đầu màu trắng, kim xanh, được làm vắt cạnh sang hai bên một cây kim rất đặc trưng của dòng Citizen. Xuống đến góc 3 giờ là ô lịch ngày và lịch thứ. Ở đây chúng ta sẽ có tiếng Anh nữa. Lịch tiếng Anh và lịch tiếng Nhật. Đó, lịch ngày, lịch thứ. Dưới này là chữ Automatic Made in Japan và 8200 là tên bộ máy. Kính là kính sapphire. Ở đây chúng ta sẽ thấy Citizen họ ghi rất rõ ràng là sapphire glass, kính sapphire chống nước 50 mét nước, đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen nhẹ nhàng, không có bơi lội. Chiếc này sử dụng bộ máy cơ tự động, là bộ máy của Citizen do chính Citizen sản xuất, có tên là 8200. Bộ máy này thì có 21 chân kính, 21.600 tần số dao động và khoảng 41 giờ tích cót, nó tương đương với dòng 4R của Seiko. Ở dòng này thì nó được trang bị kính sapphire, có chức năng hỗ trợ cốt tay và không có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ các bác nhé, có hỗ trợ cốt tay thôi. Mặt kính sapphire, mặt màu trắng, size 40. Và giá của chiếc này thì hiện tại bên em đang có mã là 2050 và giá bán là 4 triệu 850 nghìn. Size 40. Nó sẽ phù hợp với lại anh em cổ tay tầm 15.5 trở lên thì đeo đẹp. Hoặc là màu trắng này thì các bác có thể thay dây da vào cũng rất là đẹp. Và thì hiện tại bên em đang có một chiếc, hai chiếc này. Với giá bán là 4 triệu 850 nghìn. Bạn nào quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ với bên Đồng Hồ Quang Lâm theo thông tin em để phía dưới phần miêu tả của video, hoặc là truy cập vào website đồnghoquanglam.com, hoặc là các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại chốt đơn là 0834 69 6699. Và cửa hàng của bên em là tại 46 trên 429 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Và với chiếc đồng hồ Citizen này thì hôm nay bên Quang Lâm sẽ xin phép trên tay các bác như vậy, và xin kết thúc video ở đây. Em xin chúc các bác sẽ tìm được những chiếc đồng hồ ưng ý phù hợp với sở thích và nhu cầu. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.